Chiều ngày 11 tháng 8, sau một ngày Jack đăng tâm thư, TV, cô gái thứ hai trong drama tình cảm, đã chính thức lên tiếng tố cáo nam ca sĩ và chia sẻ nhiều góc khuất trong mối quan hệ. Tố Anh xúc phạm lúc Thiên An mang thai. Trong tâm thư, TV khẳng định trong khoảng thời gian bên nhau, cô không bao giờ hé lộ mối quan hệ của cả hai với người khác. Tuy nhiên, lý do khiến TV bức xúc đăng đàn là vì cô không thể chấp nhận việc bạn trai quen với nhiều người phụ nữ cùng lúc, thậm chí là che giấu cả chuyện có con. TV cho biết, trước khi quyết định lên tiếng, cô đã thỏa thuận trước với Thiên An và tôn trọng mọi quyết định của đàn chị. Đáng chú ý, TV tung hẳn video ghi lại cuộc gọi với Thiên An nói về chuyện quan hệ tình dục với bạn trai chung và vấn đề dùng biện pháp an toàn, uống thuốc tránh thai. TV và Thiên An đều khẳng định được người bạn trai kia nói một câu tương tự về chuyện ấy. TV cho biết cô không phải là người thứ ba, không hề biết chuyện Jack và Thiên An đã có con chung. Trong suốt quá trình yêu nhau, cô luôn chịu thiệt thòi, lùi về phía sau vì sợ bạn trai bị ảnh hưởng sự nghiệp. Thế nên khi biết được sự thật, TV vô cùng đau lòng, cô lại càng thất vọng khi bạn trai mình còn vô trách nhiệm với chính con đẻ. Tin nhắn được cho là Jack từ chối để con gái mang họ bố, họ Trịnh. Giấy chứng sinh được Thiên An đăng tải cũng cho thấy con gái của hai người mang họ của mẹ. TV còn khiến câu chuyện trở nên căng thẳng khi Úc mở thêm. Rồi còn những điều khủng khiếp hơn nữa mà anh đã gây ra, tiếc thay tôi không có quyền lên tiếng. TV còn tung tin nhắn nghi Jack muốn ứ vào ngày 29 tháng 3, trong khi đó đến hôm ngày 1 tháng 4 thì Thiên An sinh con. Ngoài ra, TV còn tung tin nhắn cuộc trò chuyện chứng minh mối quan hệ của cô và Thiên An vẫn rất tốt đẹp chứ không căng thẳng như những lời đồn thổi. Trong tin nhắn, Thiên An thoải mái trò chuyện cùng TV, em cố đừng buồn nha, vẫn luôn trân trọng những gì em làm cho chị và Son. Sau khi viết tâm thư tố cáo, cô gái thứ hai trong drama cho biết không muốn bất kỳ ai trở thành nạn nhân trong câu chuyện tương tự. Đồng thời, TV cũng mong fan Jack tỉnh táo hơn để bảo vệ thần tượng đúng lúc, đúng việc thay vì đi tấn công người khác. Hiện tại, đây mới chỉ là bằng chứng một phía từ TV, dân mạng tiếp tục chờ phản hồi chính thức của Jack. TV nhấn mạnh trong dòng trạng thái dài tố nam ca sĩ, cả mình và những người trong cuộc đều đã cho Jack một cơ hội để lên tiếng. Cái bọn mình cần chỉ là sự thừa nhận và lời xin lỗi, nhưng Jack quay vào ô mất lượt rồi, TV bộc bạch. Đáng chú ý, ngay dưới phần bình luận, bạn thân đã hé lộ đoạn clip ghi lại cảnh TV khóc nức nở trước khi chia sẻ bài viết này lên trang cá nhân. Mà hỏi tôi, không biết không đi trời. Đính kèm đoạn clip, bạn của TV viết, chấp nhận làm bàn đạp cho mọi người chỉ trích để phanh phui sự thật của một người phụ bạc. Các bạn không làm được như vậy thì ngưng chỉ trích người dũng cảm đi. Nói ra sự thật về người mình yêu trước công chúng không đơn giản đâu, mọi người thử xem. Theo lời người bạn này, TV cũng đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định công khai mọi chuyện. Vậy là dù đã lên tiếng giải thích, xin lỗi, nhưng Jack vẫn không xoa dịu được sự tổn thương của Thiên An và những cô bạn gái khác.